mà bị tai nạn là mình ấy mình nhảy ra mình gọi đúng không? Vâng. Hình như là có một thằng em bị tử vong á. Vâng. Đúng rồi, cháu tên là Vinh đúng không? Vâng. Có cô chú đã đứng ở ngoài đúng không? Đây là cái xe mà lúc mà nó bị mà lúc mà nó bị cái này cháu nó lăn vậy mà cháu nó ngồi ghế mấy mà sao chui được hay hả? Vâng. Ý là cháu ngồi ghế đầu à? Cháu bị không, cháu ngồi ghế cùng với nó sau nó. Ghế tài hả? Vâng. Không phải, cháu ngồi nó cùng nó ngồi trước cháu. À. Còn cháu ngồi sau nó. À. Sau ở ngoài gần đường ấy. Thấy xe lật không thì nó xoay mà. À, nhưng mà thấy cháu là đâu có sao đâu, đang thấy người đang còn có bị đau ảnh hưởng như nào đầu không? Đau nhẹ. Cơ bản là lúc đó mình đang còn thức đúng không? Vâng. Mà xe nó đang lên à? Xe lên dốc à? Xe đang xuống dốc. À đang xúc à? Nó kiểu nghe cái rào phát là hôm đầu tiên nó kít phanh đầu tiên là nó trượt rồi. À. Nó sắp ngã rồi, không thì nó là ga đi tiếp. À. Ga đi tiếp rồi mình ngã. À. Đâu lúc mấy giờ ta? Lúc 4 giờ, 4 giờ 10 phút. À, còn trong đây có tối không? Đó. Đâu có tối không? Cũng không tối, trời đang. Nghe nói là cháu chui ra chưa đầu tiên đúng không? Vâng. À. Thấy khi đấy là ra mà sau đó là có. Ý là khi mình chui ra là sau đó là ý là tài là phụ đâu có ai được gì không? Ý là tài phụ vẫn bình thường à? Cũng bình nhẹ tài. À. Còn cháu ra gọi được em. À. Khoảng lâu không thì có người đến cứu. Ý là khoảng lâu không thì có người đến cứu. Có lâu. Bốn giờ tầm sáu giờ, năm giờ mấy? À. Là có người đến cứu. À. 5 giờ hay 6 giờ gần đến 6 giờ. Cháu tên là Vinh đúng không? À. Mình vào chơi hay là vào? Hả? Cháu vào chơi hay là vào? Cháu vào chơi. À. Vào thăm các cô. May hình như là cháu có một số người là lành lặng này chứ đâu có không mấy có mấy người như cháu ý là có mấy người mà kiểu như là vẫn bình thường như cháu không như là mấy thanh niên khỏe đúng không mấy thanh niên khỏe rồi mình bám ghế à mình bám ghế hả à đúng rồi chứ kiểu như người kia người ta ngủ là kiểu là nó lật là kiểu là mình mất đấy luôn ha bác là cũng ngồi lên xe luôn hả à bác bám ghế hả à đằng sau à bác có bị tay được hả đây cô cũng bị đấy không là mình cũng may là bám được ghế đúng không mấy người là bám được ghế hả à hả? À, ý là mình bám được ghế hả? Bé có may hả? Quá. Thắm ơi, cháu mù. À, may đúng không? Có 5 người, có một bé cũng sinh năm 2013 mà bị ấy rồi đấy. Anh người nhà hả? À, đây, nhưng mà mình thấy ok là không vậy. Ngồi ghế trước hay ghế sau? Ghế cuối cùng hả? Mình nhảy ra được hả? Làm bám vào thành ghế. À, lúc bám vào cột á. À. Ở sau người xe nó đi để cho lộn thôi. À, tức mình biết được luôn. Lúc em tỉnh rồi mà. À, tỉnh rồi. Còn anh ấy cũng nằm bên cạnh nhá. Nhưng mà anh ấy không biết. À, chắc là đang ngủ à? Mình đang ngủ à? Giật mình. Lúc đó mình ngủ hả? À, giật mình. À, giật mình à. Có những người mà kiểu bị ngủ là kiểu hoảng loạn hả? Rồi cháu mình ăn trực nữa nha. Dạ, đây ạ. Ôi, cũng may thôi, Vinh cũng may hả? Anh cũng Thanh Hóa một số thông tin người ta nghe tai nạn, người ta nói cập nhật cái thông tin để xem tình hình người nhà như thế nào đó. Ừ, thôi cố gắng ổn định rồi thì một số người thì tử vong thì có người nhà đến nhận hết rồi. Tên gì? Đình Văn Thiên. Thiền hả? Đình Văn Thiên. Mình ở Thường Xuân hay là? Em ở Ninh Bình. Ninh Bình hả? Ở lên trên Ninh Bình. Mình ở Thanh Hóa luôn rồi cô? Thanh Hóa luôn rồi cô? À. À, Thường Xuân à? Mỹ Tân. Ngọc Lạc, Mỹ Tân. À, Ngọc Lạc. Tức là huyện Ngọc Lạc đúng không? À. À, cháu ở huyện nào? Mỹ Tân, Ngọc Lạc. À, Ngọc Lạc luôn hả? Cô là ở huyện nào? Mỹ Tân, Ngọc Lạc. À, cũng Ngọc Lạc luôn. Ok. Rồi, ok. Đằng Văn Đằng bạn bè đã qua cũng được một
Có ai chuyển đi được không? Mấy ca chuyển đi tỉnh thế nào? 4 tử vong rồi hả? Hả? 4 chứ? Hả? 4 ca chuyển đi tỉnh. Mà ổn định chứ? 4 ca đó giờ đang cấp cứu ổn như đó là à, dạ. Vậy là có 5 người tử vong rồi không? 5 người. Chắc vậy, cái đó không nắm rõ cái vấn đề đó. Không, 5 người thì ra nằm ngoài đây rồi. Hả? Mình nhà xác là 5 người. Ý là một số người mà chuyển đi á. Chuyển đi thì xuống như đó chưa biết như thế nào. Nên nó là xuống làm cấp cứu liền. Ông nào Vinh mà tên là Vinh, bệnh nhân đang ở đây này, là ông chui ra được, ông gọi điện báo ông Vinh ông nào đó. Vinh gọi điện báo báo cho người nhà. Ông quê Thanh Hóa không? Thường Xuân mà. Thường Xuân có mà ông xã Xuân Lộc thì Thường Xuân. Đa số Thường Xuân mà, vì là vô thăm bà con ở công ty 78. Thấy Giang Bá Thước mình đi xe toàn Bá Thước. Là về quê để chăm năm thăm bên nhà nội là chưa thấy cái anh tài xế đâu cả cứu nhau ra một cái là lâu lâu thì cái nhà cái mấy cái xe cấp cứu xuống đấy là cứu bắt đầu là cứu từng người một là lên cái dốc cao đó thế là bắt đầu ông người thì cám lên bằng cái chăn của cái nhà xe ấy. Người thì cũng lấy cái tay là đi từ từ lên. Thế là lên đến nơi là cho xe cấp cứu vào bệnh viện lên luôn. Thì mình lên. Bốn người nam, trong đó có một cháu nhỏ. Cháu nhỏ là nam hay nữ? Bệnh đang báo bác sĩ pháp bác sĩ kiểm tra đi. Nhân thân thì sợ cứ từ từ, nhưng bây giờ di chuyển. Bác Tuấn phó chủ tịch tỉnh muốn biết là cụ thể cái nam hay nữ. Còn nhân thân mình thích sao? Tổng hợp danh sách đi rồi anh Tuấn anh sẽ sau được anh. Hiểu rồi, không sao. Một vòng ra để đi đường cái nhà tỉnh. Đúng không? Đau nên là nói vậy thì chắc là bị thương là nó là 32 ca bị thương luôn. Dạ. Nhưng mà em cho đi bổ sung 3 ca rồi. 2 ca thậm chí là 2 ca đang nặng. 1 ca chậm sinh bụng, 1 ca chậm sinh ngực thì phân thanh nói là đang dẫn đường bằng phổi rồi. Còn 1 ca gãy xương đùi thì đang tới bệnh viện rồi. Đưa xuống bệnh viện tỉnh 3 ca. Dạ. Nhưng mà kêu 1 ca cháy mà. Thì đó cái ca mà ca đầu tiên, ca mày mình bị vỡ thằng đạn, vỡ gan. Cháy xong rồi. Thì chưa xác định còn đang cấp cứu, chưa xác định còn 3 ca đi tỉnh. Dạ, cứ 3 ca và 2 ca thì đang chắc chắn còn sống. Còn là 1 ca thì ca nữ sinh năm 1990. Tức là 3 ca nó nằm trong cái số 32 ca. Dạ. Hôm nay là 5 người. Giờ đây 5 người là mới có 37 người thôi. Chứ không phải 38. Buổi sáng đếm ở dưới kia là 38. Nhưng mà giờ thiếu 1 người. 37. Cô có lại nè. Dạ. Sợ có số người chết. Thì 5 ca. 5 ca. Là một người nữ. Dạ, em cũng chưa xác định giới tính. Còn thế bây giờ anh phải xác định đi. Dạ không, để công an họ làm việc rồi mình công an hoặc bác sĩ thì bình thường. Dạ. Để em giúp cho đi xuống để em nói đầu tiên xuống.